Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em tiếp một cái bình xăng con đứt gài Kenhin Sa Băng cực đẹp, hàng xin tại xe kho nội địa Nhật vậy. Bình cổ nha anh em, bình này là bình tay cụp VW22 cực đẹp nha. Nói chung bình này hình thức bên ngoài bình xăng còn rất là đẹp, chỉ có trí ga là nó hơi nắm nhẹ xí, nói chung là không ảnh hưởng đó, chỉ có nắm nhẹ ngay chỗ cái phần này xí thôi đó. Nên bình này sẽ có mức giá tốt nha anh em, rất là tốt luôn. Bình này mình bán có giá là 3.6 triệu cho bình xăng con Zin Estada cực đẹp, bao anh em là bên trong là trụ cờ phao xăng kim đốt nguyên Zin, rất là đẹp, không mục không lủng đó. Anh em về lên xe là chỉ việc là vệ sinh canh chỉnh lại theo có hình máy thôi. Rồi mình quay tiếp cho anh em lại cái trái ga ha. Nói chung là bình cũ tháo xe thì nó có nắm nhẹ trái ga vậy là không thành vấn đề nha anh em đó. Rất là ok, còn bình rất là đẹp. Rồi đây mình quay cho anh em ha, bình này mình bán giá 3.6 triệu nha anh em đó. Bình nước da còn rất là đẹp, không nổi cốc nha. Anh em nào chơi thoải mái mà đích bình đích gài Kenhin mà thấy cái mã BW22 tay cập này là đủ hiểu về cái độ mà vip cái bình xăng này rồi. Đề nhanh hậu rút nó rất là ok hơn những cái bình dòng mà cũng là trái ga 22 mà không có mã BW22 nha anh em. Tại vì cái bình mã BW22 này á là nó nằm trên con cầu cào chuyên nghiệp chứ không phải là trên xe CB thương mại nha anh em đó. Nên là mình nói là để cho những anh em nào mà chưa có cập nhật kiến thức về cái bình xăng này thì mình nói cho anh em để biết, mình nói phải nói chính xác cho anh em để anh em tự hiểu đó, nó là vậy. Còn mình là nói là chắc chắn là 100% là mình nói chính xác cho anh em đó. Bình này rất là đẹp luôn, mình anh em nào chốt alo mình nha, giá là 3.6 triệu, 3.6 triệu cho bình này nha đó. Quá đẹp, tay e còn 7 màu luôn nha anh em. Rồi anh em nào chốt alo mình 0933 996 332 ha, 3.6 triệu cho bình này.